chào các bạn và các anh chị đã quay trở lại với kênh nấu ăn của mình ngày hôm nay. Thì hôm nay mình sẽ làm một món ăn làm từ vịt. Đó, hôm nay mình sẽ làm cái món vịt nấu miếng nha các bạn. Để làm cái món vịt này thì ở đây mình đã chuẩn bị một con vịt. Vịt này vịt nhà nên ăn lúa, thường thấy các bạn thấy nó cái màu nó rất là đẹp. Ngoài vịt ra thì ở đây mình sử dụng miếng. Ngoài miếng ra thì ở đây mình sử dụng cái nguyên liệu là củ cải, củ hành, hành lá, tỏi. Và điều đặc biệt ở đây là mình sẽ sử dụng nấm đông cô và nấm mèo. Thì hiện tại thì mình sẽ ngâm cái nước cái nấm đông cô và nấm mèo này ở trong nước khoảng hơn 1 tiếng. Mình ngâm nước ngâm ấm thì nó sẽ nhanh hơn, mình ngâm để cho nó nở, thiệt là nở ra nha các bạn. Thì trong khi chờ đợi nấm thì ở đây thì mình dịch thì mình sẽ cắt ra, chặt ra từng khúc. Nếu các bạn sử dụng kéo thì nó sẽ tiện hơn. Thì ở đây vịt mình đã làm sẵn rồi, mình rửa sạch. Bây giờ mình sẽ cắt ra khúc nha. Cải này thì mình sẽ bỏ vô trong mình hầm mình lấy cái nước ngọt luôn. Thì nếu các bạn nào mà chúng ta thích thì tỉa bông cho nó đẹp, còn nếu không thì mình sẽ sắt, mình bỏ vô. Chờ cho thịt vịt nó săn rồi mình sẽ cho nước vào nha.
Rồi mình ở đây sau khi mình cho củ cải rồi cái hành vào đây để cho nó thơm á, thì mình nấu cho tới sôi rồi mình hãy cho cái mình nấu đây cho nó mềm, vịt này cho nó mềm, tại vịt tơ nó cũng không nấu lâu lắm, mình nấu khoảng 30 phút là vịt mềm rồi. Thì mình sẽ cho cái nấm vào nha, nấm đông cô và cái nấm mèo nãy mình ngâm á, cho vào. Rồi còn ở đây cái phần miếng này thì mình sẽ cho vào mình ngâm nha. Thì mình ngâm trước rồi hồi mình trụng nó sẽ nhanh hơn nha các bạn. Mình ngâm khoảng là từ đây là gần 5 đến 10 phút thì mình ngâm cũng được hết. Ngâm miễn cho nó mềm là mình trụng nó mau à. Rồi bắt đầu thì mình sẽ nêm nếm nha, nêm nếm thì cũng giống như gia vị bình thường thôi, mình sử dụng ở đây là 3 muỗng cà phê hạt nêm. Trước hết thì ở đây mình sẽ sử dụng 1 muỗng cà phê muối trước nha các bạn, mình sẽ cho muối từ từ nha, mình không cho muối vào nhiều, tại mình nêm nó vừa ăn là được rồi, đường. Ở đây thì mình sẽ cho là khoảng 1 muỗng cà phê đường trước nha. Đây thịt vịt này nó đã ngọt rồi, mình nấu với có 2 lít nước à, nên nó ngọt rồi mình không có cho đường nhiều. Rồi bắt đầu là mình nêm, nêm nếm sao cho vừa ăn là được rồi ha. Ở đây còn hơi lạc nên chờ mình sẽ cho thêm 1 muỗng cà phê muối vào nữa. Sau khi cho tan đều muối hết rồi mình nêm lại lần nữa luôn nha. Rồi ở đây là mình cảm thấy là mình vừa ăn rồi á, tại mình ăn hơi nhạt, còn mình còn chan nước tương hoặc nước mắm vô nếu thích. Thì bây giờ thì mình sẽ cho nó sôi khoảng là 5 phút nữa mình sẽ tắt. Và nếu trường hợp nào các bạn thích cái mùi nước mắm thì ở đây mình có thể là mình cho thêm 1 muỗng cà phê nước mắm vào, mình nêm trong đây luôn. Rồi còn phần miếng thì mình sẽ bắt cái nước sôi lên mình trụng nha, mình trụng nguyên hoặc là hủ tiếu vậy nha các bạn, tại vì mình đã ngâm rồi nên mình trụng như hủ tiếu, còn nếu các bạn chưa ngâm thì mình sẽ nấu miếng ra nha. Cái miếng này nó cộng sợi nó nhỏ nên nó sẽ mau chín hơn. Rồi ở đây sau khi mình trụng miếng xong rồi các bạn cho một ít dầu vào trong đây nha, đừng mà cho cái miếng nó đừng dính lại ha. Rồi nè các bạn, như thế là mình đã làm xong miếng thịt vịt ngày hôm nay rồi các bạn. Còn bây giờ mình xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.